Ôi dồi ôi, ống hàng này em ơi. Chào 500 anh em. Này mình đánh nục ở cái kênh này. Anh em nhìn nhá. Chỗ này thiên nhiên cái cá không nhiều đâu. Này, vác mồi, bảy mồi truyền thống ra đi đánh nục. Đấy. Nhiều anh em bảo là bác câu cá nên nhiều cá, do chỗ có nhiều cá bác nhầm. Câu thiên nhiên đâu ra chỗ nào nhiều cá đâu, đúng không? Thả cần thôi. Hàng đầu tiên anh em ơi, xê xô xê sốc này. Anh em nhìn nhá, mồi này đóng cả rô đồng nhá, ủ chua đóng cả rô đồng này, mọc quả sổ quá, con này chắc chết. Ủa. À. Rô đồng bự luôn anh em ơi. Con này đóng quả sâu quá. Đấy, ủ chua của em. Các bác thấy ủ chua của em có lợi hại không? Đóng tất cả các loại cá luôn đấy. Nói em câu đấy cũng đóng một rô đồng. Không quay quả chìm phao bác xem nhé. Đang bội bấm. Ui con này nick cá tay đau á. Con này đóng sâu quá chắc là chết thôi, không sống được. Lấy 12 đóng xuyên táo. Đó, thấy sự lợi hại của. Đấy. Hôm nay cá sùi tằm nhiều các anh em nhé. Các bác nhìn cá sùi tằm kìa. Hôm nay trời nó mát này, em dự kiến em nên rất nhiều hàng đấy. Mà hàng ở đây toàn cá nó nhỏ nhỏ, không phải cá sông, cá không to được. Đấy, các bác nhìn vừa cá rô đồng mà nó tì quả phao đạt thật đấy, tì phát tụt phát giật mà quả thẳng trượt. Em đang định bấm máy quay không giật nữa mà cú giật phát chết luôn. Các bác nhìn tắm nó sủi bên phao này, sắp có hàng rồi. Này lại sắp có hàng rồi. Kia vẫn rơi đời như áo. Công nhận vừa phát tỉ phào đẹp, không nhấp luôn nhé, tỉ luôn. Phào to thế mà tỉ xuống. to này, nó có tỉ ngay cái này nó nhỏ. Vỏ con đô đồng nó tì phát một cho thường cá to, hãy tì đẹp thật, từ từ cũng đẹp thành con đô đồng. Để chắc đảm vì con nữa. Con nó đấy ngay rồi, con ngay rồi. Sao rồi con này. Đi. Con số hộp phi bao nhiêu? Ôi trời ơi, ống hàng anh em ơi. Ống hàng anh em ơi. Wow. Ui. Ui. Chập chà. Đấy, nhà mình chắc nhá. Ôi, hàng cũng đúng rồi. Ôi. Lên hạp xuống đóng sâu quá làm nên mình đóng đục, mình cũng muốn thả cái giống này đi nhưng mà ba là đóng đục và nó không sống được, thằng phải bắt. Nếu mà con này mà mình để trong đầu đến cuối giờ nó sống được thì mình sẽ thả nó. quá trời. Đây, tưởng này cá cắn ngon quá ra lại cắm các bạn. Máy mau bên kia nó hoạt động nhiều quá, rầm máy cá không cắn. Một loạt cần thủ câu run ở ngoài kia so với mũi chai này là chưa được một con nào nhé. Có mỗi riêng em mà được một chép, một rồng với một rô phi thôi. Đấy. Các cần thủ ngoài kia không được con nào. 6 bụi chai quá này. Đang nói chuyện rầm đấy. Ngồi tí nữa Thú cũng về rồi, này đói ăn rồi. Chán thế này, máy móc bên kia nó làm nhiều quá. Nó nhìn sầm. Máy móc người ta làm rầm đấy. Cá nào nó cắn không? May là mồi mình còn ngon. Đầu vài con ấy, các cần thủ ngoài kia là móm hết rồi. Chở lốt xem được con nào nữa. Hoàng hôn rồi. Con nhá. Trời, tối om không được con nào. Câu người chó thẳng mới chết là. Hôm nay nhìn cán tăm vậy móm nhỉ. Cá ăn tăm thế mà món vào nháy không rồi. Không cá. Mưa đây bà. Mưa to. Lưới làng. Lưới làng nha em ơi. Một diếc. Alo, con này con chép. Hình ảnh đẹp cuối ngày. Một chép qua nhá. Mình chép một con đô phi đâu nhỉ. Cứ được cuối giờ móm. Một nhát được 2 con rồi. Một nhát đóng 2 con quá nhá, con này chết luôn này. Một chép một đô phi. Ôi chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em lần sau nhé. Hôm nay mình rất may mắn được ít cá nhé, như mấy cần thủ Yên là về hết rồi, không được con nào luôn đấy. Để xem anh em xem túi đồ ngày mai, túi hàng ngày hôm nay của em nhé. Còn là ít cá nữa may mắn này. Em nhìn chưa? Cái này em rất là may mắn rồi đấy. Đấy, vẫn được hàng là may mắn rồi, đội kia không được con nào cơ. Con chép đỏ, chép đỏ còn sống này, phóng sinh thôi. À, chúng mày gặp anh may mắn này. Con chép vừa giặt văng này, đẹp. Hôm nay không được nhiều này, em thả hết chúng nó đi. Rồi, thu đồ về thôi. Hộp đồ này cũng tiện đấy. Để cánh phao trên đây được. đồ tiện quá để cánh phao này được, nó không bị đấy, mà không có hộp này hết hơi đấy. Cầu cá điên hồn. Bây giờ em về ăn cơm đây, gặp lại các bác lần sau nhé.